Ba chúc cháu mạnh khỏe, hai em cháu lớn, học giỏi, chăm ngoan. Và lì xì cho cháu này, con thứ túi ra đừng. Bà cảm ơn con. Đây con cầm đấy này. Rồi. Rồi, đi sang chú. Chú. Lấy ra thì gấu. Có, tí lấy thôi. Chúc bạn sống lâu đến. Tuổi. Cái con này cười cái gì? Con chúc gì? Con chúc gì? Chúc chú. Ông kìa nhanh em. Ông mới. Ông chúc con mạnh khỏe. Hai em cháu lớn học giỏi lấy nhiều đứa bé ngoan về cho ông. Con cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Con đưa túi cho ông đút vào. Chúc ông đi. Anh chúc ông sống một lâu. Khỏe. Được con ra. Con. Đưa túi ra thì thấy đi ăn. Ôi. Lấy ra tí nữa có lấy nhá. Lấy ra. Đấy, nhìn thấy không nè. Đấy. Tôi tí xách túi này sang nhà bà Vân.